Xin chào mọi người, nay em lại mới về thêm một con tời cáp 500 cân Hitachi. Sau em sẽ quay cho mọi người xem một vòng cho mọi người xem nhé. Cái này sơn zin 100% nhé, không sơn lại và không phủ nhé. Đấy, sơn zin nguyên bản đẹp. Để con này đời rất cao này, 2007 luôn này. Đấy, đẹp đẽ luôn. Sau đây em sẽ cho mọi người xem cái tủ điện của nó. Phê luôn. Nào. Vàng chóe 4 số 9 luôn, 7 màu luôn. Không có suy nghĩ gì luôn. Đấy, thấy chưa? Nóng ngắt này. Rồi em sẽ test video chạy cho mọi người xem luôn. Đây này. Bật nút giữa 2 này xuống này. Đấy, siêu êm nhá. Nên này. Đấy. Nên kịch nó ngắt nhá, không phải đấu đúng chiều ấy. Bật thứ hai là xuống lên này, bật thứ tư trái phải này, đây này, bao êm luôn, không êm không lấy tiền. Đó. Ok anh em nhé, mà nào cần thì cứ liên hệ em. Xin chào mọi người.